hành trình khám phá Sài Gòn phần 1, cô nàng Gabi và cậu bạn thân Lê Hiếu, nhân vật khách mời đồng hành cùng cô bạn trong số này của chương trình, đã lần lượt khám phá rất nhiều nơi để tìm hiểu về thú vui của giới trẻ Sài Thành. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tới các bạn khán giả trẻ của Tôi 20. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Chế thử Gabi thì đây là lớp K-pop nhé. K-pop của thầy Long. Thầy. Xin chào thầy Long. Và đây là bạn Gabi từ Hà Nội và bạn muốn tìm hiểu về các thú chơi của Sài Gòn. Gabi là lần đầu tiên vào Sài Gòn. Gabi đến từ chương trình Tôi 20 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thì Gabi muốn tìm hiểu rất là nhiều khám phá về Sài Gòn. Ở ngoài Hà Nội thì Gabi cũng chưa biết là có hay không, hình như là Gabi chưa được thấy á. Nhưng mà bây giờ Gabi muốn là đã đến đây thì tìm hiểu luôn. Cho Gabi. Tham gia lớp của mình tí không? Được không? Được chứ. Vâng, cảm ơn thầy. Vậy là Gabi đã làm quen với thầy giáo Phi Long, anh bạn